Xin chào mừng cả nhà đến với Mylan TV. Trong những clip lần trước thì Mylan TV đã giới thiệu những gọi là siêu phẩm về Dendro nắng cho anh chị xem rồi đúng không? Những siêu phẩm Dendro nắng tại Hội Hoa Lan toàn quốc ở thành phố. Mylan TV sẽ mang tới cho anh chị những hình ảnh cực kỳ đẹp của cái dòng Dendro chớp nha cả nhà, đột biến chớp. Nó còn hấp dẫn và nó còn cuốn mắt hơn là những cái dòng Dendro nắng nữa. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào clip để xem những hình ảnh tuyệt vời này nha cả nhà. Chớp. Mọi người nhìn ở đây nó có vẻ nó giống cái mặt hoa chớp tom nha. Nhưng mà thật ra thì nó không phải đâu mọi người. Nó là cái này người ta gọi là tím đỏ à. Nhưng mà thấy cái màu tím mà không thấy cái màu đỏ chỗ nào hết đó. Nhưng mà dân gian gọi là vậy đó mọi người. Mặt hoa rất là đẹp. Hai cái màu nói chung là những cái dòng chớp mà cái dạng như là cái cánh to là nó rất là đẹp ha. Tại vì nó tương phản cái mảng màu nó to nên nhìn nó tương phản nó rất là bắt mắt. Cái này là một cái chậu chớp nhưng mà tại không biết cái chậu này nhưng không có giải mọi người. Do chắc là do cái hoa nó phân bố không đều hay dáng nó không đẹp gì đó thì không biết. Nhưng mà cây thì đẹp, cây cao đẹp mọi người, cây cao đẹp. Trong chớp mà cây to được như vậy là rất là lực luôn á. Lá đồ cũng quá trời đẹp luôn. Chậu này cũng bộn tiền đó mọi người. Rồi, tiếp theo trên màn hình của mọi người đó chính là dòng Chao huyền thoại à, nó có cái tên là Chao huyền thoại, đó là chanh chao á mọi người, chanh chao đột biến chớp. Mà cái này như thấy nó có vẻ là không phải là chớp ấy, nó đột biến kiểu này nó giống như là nó đột biến màu á. Tại vì nó chớp là nó phải tương phản hai màu flash á mọi người. Nhưng mà do này cái giờ do cái màu nâu này nó nhiều quá nên nó biến thành là cái chanh chao nâu luôn. Nhưng mà cái hoa rất là đẹp, màu cánh nâu, họng vàng và lưỡi nâu. Rất là đẹp. Các đài của nó là có màu hồng. Cái chậu hoa này nhìn rất là mạnh mẽ. Nhìn nó giống như toát ra một cái gì đó, một cái năng lượng rất là mạnh. Rất là đẹp. Thôi, đây là cái dòng hoa đồng tiền nha mọi người. Đồng tiền chớp. Cái này chớp nghịch thì phải mọi người.